Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép sim để dùng tool fix các cái lỗi FaceTime, iMessage hay là điểm truy cập cá nhân, cũng như là fix lỗi danh bạ, dùng tool fix lỗi danh bạ trên trực tiếp cái iPhone lock, những cái dòng lock screen T-Mobile thì mình đều có thể xài được cái kết nạp tool này. Bây giờ ở đây mình chuẩn bị một cái iPhone Pro Max lock screen nha. Trước tiên mình sẽ để thực hiện nạp tool thì mình sẽ tiến hành là ghép sim đối với cái máy này trước. Mình sẽ tiến hành ghép sim. Đây là cái sim DB Pro, sim tốt nhất thị trường hiện tại. Và nó là cái sim mà giữ sóng tốt nhất. Đây. Máy lock screen thì mình sẽ chọn screen T-Mobile thì sẽ chọn T-Mobile. Rồi chấp nhận nè. Rồi sau khi chọn xong thì máy sẽ báo không có dịch vụ. Mình tiến hành vô di động này, ứng dụng sim này. Mình bấm vô active sóng. Đây là vơ 6.53, cái vơ tốt nhất đối với cái double sim mà DB Pro hiện tại bên mình bán ra và mình nạp sẵn trong cái sim luôn. Các bạn chỉ cần chờ xí nó sẽ active vô thôi. Khi nó kích sóng xong nó sẽ vô. Đây. Máy sẽ vô và lên sóng. Lên luôn LTE nè. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái lỗi nghe gọi của nó. Bây giờ đây, khi lên sóng thì nó hỏi FaceTime iMessage không, thì mình muốn kích hoạt FaceTime iMessage thì mình bấm OK. Bấm OK nó sẽ trừ tiền nha. Còn các bạn nào không xài thì mình bấm hủy đi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tiến gọi qua cái số máy của mình nè. Đây này, hình như hết tài tiền rồi. Của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, vui lòng nạp thêm. Bây giờ mình sẽ gọi qua bên cái số này. Số này là mình sẽ vô mình coi cái số của trong đây là số 0984. Rồi mình gọi qua nè. Đây. Đây là số điện thoại của mình nha, mua hàng gọi. Bây giờ ví dụ như mình sẽ đây, khi ghép xong thì chưa có fix được lỗi danh bạ. Các bạn coi carrier của nó đang là vô cài đặt nè. Carrier của nó là carrier gốc này. Đây sim Viettel. Bây giờ mình sẽ coi nè. Đây. Carrier 39.0 Viettel, sim Viettel nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình lưu cái số này. Lưu cái số di động của mình đây. Mình lưu là PK3M đi. Lock sim. Rồi. Bây giờ mình lưu, nhưng mà khi mình gọi vô nó sẽ không có hiện được cái danh bạ đúng như cái số điện thoại mình lưu. Đó, không hiện danh bạ đúng không? Bây giờ các bạn lưu ý là mình sẽ nạp cái tool vô. Nạp cái tool là MobiPhone 40.0 nha. Cái tool này thì mình sẽ đưa ở dưới cái link, đường link của video cho các bạn về các bạn nạp. Bây giờ các bạn lưu ý nè, ở đây nè, mình sẽ bắt đầu nạp. Mình lấy cái iTool nha. Ở đây cái điều kiện quay video của mình nó không có được OK nên mình sẽ mình nói rồi, lấy cái bao tool mình vô hộp công cụ. Các bạn tới cái mục Install IPCC. Thì cái mục nạp IPCC này mình đã có một cái video riêng rồi, các bạn có thể vô đó coi. Các bạn kiếm tới cái file MobiPhone và các bạn bấm cài đặt. Rồi, các bạn có thể thấy ở đây. Rồi, MobiPhone vô nè. Và trên đây cái sóng mang của MobiPhone nó sẽ chuyển xuống 4G. Tất cả các cái đều chuyển xuống 4G. Các bạn có thể thấy được fix điểm truy cập cá nhân nè. FaceTime iMessage thì tất nhiên rồi.
Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gọi vô lại nè. Các bạn có thể thấy nó sẽ hiện lên với danh bạ theo đúng cái yêu cầu của mình. Đó, ok chưa? Rồi, cái video của mình thực hiện là hướng dẫn các bạn là ghép sim sử dụng tool Mobifone 40.0 để fix lỗi FaceTime, iMessage hay là các cái lỗi danh bạ mà không cần cái app Contact Edit Contact Pro. Rồi, video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có nhu cầu mua sim ghép thì các bạn có thể liên hệ phụ kiện ba miền. Bên mình giao sỉ và lẻ sim ghép trên toàn quốc nha.